hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng ngày 16 tháng 12, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có cơ hội được giao lưu, trò chuyện cùng Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào cũng như là rất là xúc động khi mà được nghe những chia sẻ của bác về 12 ngày đêm chiến thắng Điện Biên Phủ của Hà Nội, cũng như là những trải nghiệm, cũng như là những câu chuyện của bác. Và những câu chuyện đấy đã truyền cảm hứng cho em và cũng như các bạn học sinh, chúng em hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam và tự hào khi là một người con của Việt Nam. Là một người con của Việt Nam thì mình luôn phải tự hào về những chiến công cũng như là những cái đóng góp của mọi người cho đất nước Việt Nam ạ. Buổi giao lưu diễn ra trong chương trình sinh hoạt truyền thống ký ức lịch sử do Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức. Thông qua cái cuộc giao lưu ngày hôm nay, qua học sinh được trò chuyện và được Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân chia sẻ, có thể nói đây là một cái hoạt động như truyền thêm sức mạnh và khích lệ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, và các em sẽ phải có cái trách nhiệm của mình để trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được công nhận là phi công đầu tiên lái tiêm kích MiG-21 bắn rơi pháo đài B-52 là niềm tự hào của không quân Mỹ, đồng thời là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Trung tướng được các em học sinh vây quanh xin chữ ký và mong được chụp ảnh cùng. Chương trình là nơi Trung tướng Phạm Tuân được sống lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng, chia sẻ cho các em học sinh về 12 ngày đêm lịch sử của Hà Nội, đem lại cho các em những bài học lịch sử giá trị, thổi bùng tinh thần yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Đem lại những tri thức, những kiến thức cho mỗi con người. Chúng ta tin tưởng rằng đất nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, từng bước đi kịp với lại các nước phát triển trên thế giới này.